Này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không không đổi khác làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không không đổi khác rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không bản tánh làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không bản tánh rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không tự tướng làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không tự tướng rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không cộng tướng làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không cộng tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không tất cả pháp làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không tất cả pháp rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến Này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không chẳng thể nắm bắt được làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không chẳng thể nắm bắt được rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không không tánh làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không không tánh rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không tự tánh làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không tự tánh rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không không tánh tự tánh làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không không tánh tự tánh rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến